Mẹ nên làm gì nếu mình đã thử đủ mọi cách rồi mà sữa tiết ra vẫn ít? Nên ăn móng giò, nên dùng máy kích sữa hay nên làm gì bây giờ? Bác sĩ Thắng sẽ bật mí cho các mẹ nhé. Nice. Việc đầu tiên thì chúng ta phải xác định như thế này: trừ một vài trường hợp đặc biệt các mẹ có cơ địa ít sữa hoặc không có sữa thì đa phần các mẹ sẽ có khả năng tiết sữa đủ để nuôi con. Chúng ta phải tự tin với cái điều đấy. Tôi biết là rất nhiều mẹ lên trên mạng xem người này người kia vắt được một cữ sữa rất là lớn và thường tự ti về bản thân. Chúng ta xác định như thế này: đa phần chúng ta sẽ đủ sữa cho con. Đó, chúng ta thoải mái lên một chút, được không nào? Thứ hai, đó là cái việc về sữa. Rất nhiều mẹ mong muốn là sữa phải về ngay, nhưng thực ra ít nhất phải mất 2-3 ngày sữa mới về đủ. Và thực ra là các con ở giai đoạn đầu khi vừa sau sinh ấy cũng chưa cần phải uống nhiều đâu. Lúc đó dạ dày của con nó to như quả nho thôi. Mỗi cữ con uống có 10ml, 15-20ml là cùng thôi. Và đặc biệt là cái sữa mẹ trong những ngày đầu nó cực kỳ đặc, rất là đặc luôn, nó là sữa non ấy. Và như vậy thì con nhà mình vẫn đủ năng lượng. Thế nên là chúng ta cũng đừng có quá là hoang mang. Nhiều mẹ là cứ thấy là những ngày đầu về ít sữa thì ngay lập tức là chuyển sang uống sữa công thức. Thì điều đó là điều không nên các bạn nhé. Trừ khi là không có sữa thì mới chuyển sữa công thức thôi. Ok. Cái số 3 đây này, cực kỳ quan trọng. Đó là các mẹ thì cứ đi tập trung là ăn cái gì mà các mẹ quên mất có một thứ rất đơn giản thôi. Đó là uống nhiều nước vào. Các bạn biết được rằng thành phần chính hơn 90% cái sữa mẹ đó là nước. Và nếu mà mẹ thiếu nước thì làm sao mà tiết được đủ sữa được. Thế nên các mẹ một ngày uống cho bác Thắng từ 2,5 đến 3 lít nước. Phải uống đủ nước. Các mẹ sẽ thấy rằng là cứ mỗi khi chúng ta vắt sữa xong hoặc là con bú xong chúng ta rất khát, đúng không? Mà đã đợi đến cái lúc rất khát có nghĩa là cơ thể thiếu nước trầm trọng rồi. Chính vì thế nhé là chúng ta phải chủ động uống nước đều trong ngày. Và cái việc uống nước nó còn giúp cho chúng ta tăng cường chuyển hóa trong cơ thể, rồi còn giúp cho chúng ta no hơn, không bị ăn quá nhiều, thế nên là có thể giảm được cân nữa. Thế nên là uống đủ nước nhé. Và trong khoảng 2,5 đến 3 lít nước đó, các mẹ nên dành là 500ml nước. Đó thì nó là sữa các bạn nhé. Và các bạn uống sữa, gọi là ăn gì bổ nấy đấy. Uống sữa, có thể uống sữa ngay trước khi vắt sữa hoặc ngay trước khi cho con bú thì sẽ giúp cho mẹ tiết sữa nhiều hơn. Chú ý, chọn sữa cũng rất quan trọng. Mẹ đừng nên uống sữa ông thọ hay uống những cái loại sữa rất là ngọt nhá, mà bạn nên chọn những sữa không đường, sữa tươi. Tiệt trùng không được, mẹ nên uống sữa tiệt trùng. Cái giai đoạn này thì có thể tránh sữa thanh trùng đi một tí, tại vì một vài mẹ thì có thể bị rối loạn tiêu hóa khi uống sữa thanh trùng. Nên là uống sữa tươi, tiệt trùng, nhớ không đường nhá. Một ngày có khoảng 500ml, có nghĩa là cái hộp giấy 180ml thì mẹ có thể uống khoảng 2 đến 3 hộp đó một ngày, đúng không nào? Và nhớ là nên ngâm ấm nữa đây thì uống sẽ hiệu quả hơn. Phần tiếp theo đó là các mẹ cứ quan tâm đến cái việc là ăn gì để dậy sữa trong khi đó ấy. Cái quan trọng hơn ấy, có khi là mẹ phải ngủ đủ. Bạn thức cả đêm để chăm con thì ngày mai làm gì có sữa mà cho con bú. Người mình mệt mỏi thì lấy đâu ra mà tiết được sữa. Mà một trong những cái mệt nhất đó là thức đêm. Tôi nói thật, thức đêm một ngày thì bạn phải mất một tuần sau mới hồi phục được sức khỏe. Chính vì thế, nếu bạn đang không đủ sữa cho con hoặc bạn muốn sữa nhì về nhiều hơn để con mình uống được nhiều hơn thì vui lòng buổi đêm chúng ta phải có một giấc ngủ ngon. Đưa con cho chồng, cho bà nội, bà ngoại trông hộ, đi ngủ hộ tôi một cái nhá. Cứ ngủ ngon đi, ắt sữa nó sẽ về. Và cái cuối cùng đó là gì? Tất nhiên các bạn sẽ rất là tập trung về việc là uống trà lợi sữa gì, uống cốm lợi sữa gì, ăn cái thức ăn gì, ăn móng giò hay ăn chân chó vân vân, tìm rất là nhiều thực phẩm về để ăn. Trong khi đó, thực ra ấy, có một cách rất đơn giản, đó là bạn có một cái chế độ ăn đa dạng, đầy đủ dinh dưỡng, nhiều hoa quả, rau sạch. Thế là được rồi. Nhiều mẹ cá trong cái đợt mà nuôi con chỉ có ăn mỗi là gì? Thịt rang này, cơm trắng với cả rau ngót, xong rồi thỉnh thoảng ăn móng giò. Nói thật, đấy là một cách ăn không hề khoa học một tí nào. Bạn cứ ăn bình thường, ăn một cách khỏe mạnh. Tại vì sao? Vì sau khi cho con bú xong ấy thì bạn vẫn phải hồi phục cả sức khỏe của bạn nữa mà. Bạn cần ăn một chế độ ăn đầy đủ dinh dưỡng. Nhớ nhất có một cái mà các mẹ rất hay ăn thừa, đó là ăn tinh bột hay ăn cơm đấy. Một bữa mẹ chỉ cần ăn khoảng một bát thôi, chứ không nên ăn quá nhiều. Ngoài ra thì ăn nhiều rau, ăn cái loại thịt tốt, nó ăn canh vân vân. Một chế độ ăn dinh dưỡng hợp lý sẽ giúp cho các mẹ có được sữa dồi dào. Và đừng quên, nếu các mẹ đang ở cái giai đoạn mà cần phải tiết sữa nhiều mà cơ thể không đáp ứng được, mẹ có thể bổ sung omega 3, vitamin tổng hợp, các loại khoáng chất, rồi bổ sung cả canxi nữa để sữa chất lượng cũng như là cơ thể chúng ta được đầy đủ dinh dưỡng các mẹ nhé.